Vâng, xin chào các bác đến với kênh Kia Xe Đạp. Và hôm nay em giới thiệu bác một mẫu xe đua mới về bên em, thương hiệu đến từ Gian, model OCR. Thì nay em về một chiếc model OCR, mẫu model cuối cùng của dòng Gian OCR 5007. Các sơ đi khác em đã về dòng OCR 3003, 3005. Thì cái mẫu OCR 5007 là cái model cuối cùng của cái mẫu Gian, dòng xe đua OCR. Với cái tông màu rất là đẹp, cái tông màu vàng cam rất nổi bật trên khung hình góc đây. Và bây giờ xin mời anh tổng thể cái chiếc xe. Vâng, trên khung hình góc đây là cái mẫu Gian OCR model 5007. Đây là cái model mẫu cao cấp nhất của dòng OCR, mẫu model cuối cùng của model OCR. Với cái tông màu vàng cam, khung nhôm, khung nhôm Alu XL thì như em đã nói những video trước đây của những thương hiệu Gian, thì thương hiệu Gian là một trong những cái dòng thương hiệu xe đạp thể thao làm từ những cái bộ khung rất là chắc chắn, hợp kim siêu nhẹ. SL là viết tắt của từ Superlight, tức là siêu nhẹ. Superlight nhá. Sẽ được chạy với bộ dây âm sườn trên khung xe với tông màu rất là nổi bật, tông màu vàng cam. Cái mẫu OCR này bên em đã về rất là nhiều trong thời gian vừa qua, nhưng mà chủ yếu là về những dòng OCR model thấp hơn, model 3003, 2007, 2005. Thì mẫu model này em về là 5007. Khung làm được khung nhôm Superlight, model của xe OCR 5007, mẫu model cuối cùng của dòng Gian OCR, rất là cao cấp. Thì như các biết thì thương hiệu Gian được rất nhiều các bác đánh giá rất là cao về những cái bộ khung nhôm hợp kim rất là nhẹ và chắc chắn cho người đi. Dây âm sườn chạy trên khung xe, những thẩm mỹ rất là cao. Cổ phước ghi đông chính hãng của Gian, Gian Conlex SL. Thường được cổ phước ghi đông SL được sử dụng trên những cái model cao cấp của thương hiệu Gian. Bên trái em sử dụng với bộ tay lắp chính hãng của Shimano Sora. Nó hơi một chầy bị chút ở bên phía tay trái em đây, nhưng mà không ảnh hưởng gì đến toàn bộ của xe cả. Rất tiện lợi khi được sử dụng với cái điều chỉnh gạt đề và lít trên tay lắm của tay lắp của xe. Tiện lợi cho các bác tăng chỉnh và xích lít. Bên phải em sử dụng với bên tay lắp chính hãng của Shimano Sora, kilo cổ phước chính hãng của Gian SL. Tầng trước sử dụng với cục phanh bao mảnh chính hãng của Shimano Sora. Càng nhôm chính hãng của Gian nguyên bản trong xe. Xe sử dụng với vành chính hãng của Bottega. Bottega đấy các bác nhé, nguyên bản trong xe. Vành cũng sử dụng với vành Bottega, vành nhôm hai lớp, chính hãng nguyên bản trong xe. Đằng trước sử dụng với lốp chính hãng của Gian nguyên bản trong xe, kích thước lốp 700x25C. Kích thước lốp cơ bản chính hãng của dòng xe Road Bike, lốp Ram SL4. Với tông màu vàng cam thì các bác yêu thích những tông màu nổi bật. Cọc yên nhôm chính hãng của Gian. Đằng sau thì có cái đèn nguyên bản theo xe đó. Cái đèn này là đèn nguyên bản theo xe, đèn chính hãng của Gian. Thì lo hết pin rồi, em không có pin thay thế, bác về tự thay thế vào. Yên Piso logo, yên chính hãng của Zero, Piso logo cũng nguyên bản theo xe. Đằng sau sử dụng với cụm phanh ba mảnh chính hãng của Shimano Sora, gạt đĩa Shimano Sora, đùi đĩa Shimano Sora. Đằng sau được trang bị củ đề Shimano Sora. Xe trang bị với full group chính hãng của Shimano Sora. Trang bị với 9 tầng lip,
May trước sau là đầu của Bottega. Chính hãng nguyên bản đeo xe nhé. Đằng sau thì sử dụng với lốp Michelin, lốp hiệu cao cấp, lốp của Michelin luôn. Mà qua quá trình sử dụng lốp nó hơi bị cũ một chút. Các bác là có mua xe thì em tặng kèm thêm một chiếc lốp để đề phòng trước lốp sau. Lốp sau thì nó hơi bị quẩn một chút thôi, nhưng mà nó vẫn còn đẹp, vẫn còn đi tốt. Lốp của Michelin. Đó là mua xe em đã tặng kèm các bác một chiếc lốp đằng sau đi kèm. Công màu rất đẹp, công màu đi đua chú ong cũng chiếc chú ong vàng đen. Bây giờ xin nào do chiều cao đứng của khung xe. Và chiều cao đứng của khung xe là size 47. Chiều ngang khung là size 51, tức là size S. Thế là các bác cao từ 1m6 đến 1m7 đi vừa. Trang trang bị với full group chính hãng của Shimano Sota, 9 tầng lip, lên lip này. Xuống lip. Bên phải trang bị với gạt đĩa và đùi đĩa chính hãng của Shimano Sota, xuống đĩa, lên đĩa. Rất là bon. Sử dụng với vành cặp chính hãng của Bottega. Và những mẫu OCR dòng thương hiệu Jam, mẫu dòng cao cấp của dòng OCR thì bên em rất là ít về. Thì đây là cái model cuối cùng của dòng OCR thương hiệu đến từ Jam, model OCR 5007. Vâng, em vừa đánh giá tổng thể xong chiếc Jam OCR 5007. Xe trang bị với full group chính hãng của Shimano Sora, vành cặp chính hãng của Bottega. Và xe giá tốt bên em là 9,5 triệu, bao ship toàn quốc, bảo hành 1 năm. Các bác nào quan tâm liên hệ qua Zalo 0975 709 943 hoặc lên YouTube tìm kiếm xe đạp, nhấn đăng ký theo kênh. Mời các bác chơi ngày mai.